Còn tốt rồi, thì tí sửa chút xíu sử dụng á. Ông không sử dụng là vì ông đã già quá, già yếu. Thành ra cái này để cúng dường thầy làm những việc thiện cho nó tốt hơn. Cảm ơn cả gia đình nha. Trao chiếc xe lăn như trao đôi chân cho người khuyết tật, để mong muốn rằng họ cũng có thể hòa nhập, cũng có thể vui hơn một chút trong cái khó khăn của cuộc đời của họ. Chiếc xe lăn sẽ đưa các bạn đi khắp nơi và làm công việc, những cái yêu thích của mình còn dở dang. Nếu không được nói trước, nhiều vị khách mới viếng thăm đạo tràng An Viên sẽ ngỡ mình đi lạc vào một tiệm sửa xe với một người thợ lành nghề mặc áo nâu. Thế nhưng gần 10 năm nay, người dân tại vùng ven đô hẻo lánh này đã quen với hình ảnh vị sư thầy ngày ngày cặm cụi với chiếc cờ lê mỏ lết máy khoan bên những chiếc xe. Đây là những chiếc xe lăn cũ mà sư thầy mua lại từ các vựa ve chai hoặc được tặng bởi các nhà hảo tâm. Mình phải có cái sự kiên nhẫn. Có khi một ngày mình sửa chỉ có được một chiếc xe, hai chiếc xe. Và luôn luôn phải lắng nghe những cái tâm tư của các bạn. Chiếc xe lăn nó phải thế này, nó phải như thế kia. Xe lăn không phù hợp thì các bạn sẽ không sử dụng được. Bởi vì nó sẽ làm cho các bạn có nhiều thêm những cái bệnh lý khác. Theo sư thầy, mỗi người một hoàn cảnh, có người bị ở chân, ở đùi, có người thì bị liệt toàn thân. Vì vậy, tùy tình trạng sức khỏe của các bạn đăng ký, thầy sẽ tìm kiểu xe phù hợp và sửa lại để sao cho các bạn có thể tiện di chuyển và hoạt động được. Thầy kiếm đồ tốt để cho tụi tôi. Còn xe lăn, mình chỉ lăn cái là mình buôn bán này kia được, là mưu sinh của mình rất là tốt hơn, thêm thu nhập trong cuộc sống hàng ngày. Mình vui lắm, cảm ơn nhiều lắm. Đến tới thời điểm năm số 5 này rồi thì em nhận của thầy cũng 3 chiếc rồi. Từ khi mà gặp thầy á, cái tính mình nó cũng dịu đi, nó không còn cái nóng như trước, mà mình nhẫn nhịn hơn. Và mình sẽ cố gắng vươn lên cho cuộc sống. Sau này mình có cơ hội mình gặp những người mà người ta khó khăn hơn mình có thể giúp đỡ lại họ. Thì mong rằng cuộc sống nó, sau này nó sẽ tốt hơn. Mỗi năm sư thầy trao tặng từ 500 tới 700 chiếc xe lăn cho trẻ em và người lớn trên cả nước. Hoạt động thầm lặng này đã dần lan tỏa trong cộng đồng và quỹ từ thiện Kim Oanh cũng mong muốn chung tay với sư thầy trong việc giúp đỡ những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Đối với quỹ từ thiện Kim Oanh, cái sự đồng hành này nó có giá trị rất là lớn và chúng tôi muốn được góp một phần nhỏ bé của hoạt động quỹ từ thiện Kim Oanh gắn với cái hoạt động này. Với cái chương trình Nghĩa tình Phương Nam thì tôi nghĩ sẽ được lan tỏa nhiều hơn và nhiều mạnh thường quân, nhiều nhà hảo tâm sẽ góp sức cùng với sư thầy Thích Đức Minh để chúng ta có thêm những xe lăn mới cũng được, cũ cũng được để mà chúng ta hỗ trợ giúp cho những người khuyết tật vượt qua những khó khăn. Đối với thầy, công việc sửa xe lăn cũng là một cách trao dồi đức hạnh cho mình, giúp người cũng như giúp mình. Công việc này nó cũng đem lại cho thầy cái niềm an lạc, bởi vì người ta an vui, thầy cũng sẽ an vui.